Kính thưa quý vị, sau hơn 2 năm dồn nén do đại dịch COVID-19, kinh tế xã hội thành phố Tây Ninh đã bật tăng trở lại một cách khá toàn diện. Với quyết tâm cao độ và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thành phố Tây Ninh đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả đó chính là động lực để thành phố Tây Ninh vững tin bước vào năm mới với những mục tiêu mới, thắng lợi mới. Trong chương trình thông tin từ cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Thành phố Tây Ninh vững tin bước vào năm mới do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Tây Ninh thực hiện để cùng nhìn lại những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được trong một năm qua. Những ngày này, người dân trong tỉnh cũng như thành phố Tây Ninh đang tưng bừng chào đón năm mới Quý Mão 2023 với nhiều niềm tin và hy vọng mới. Nhớ lại khoảng thời gian này năm trước, chính là lúc cả nước phải oằn mình chống lại làn sóng dịch COVID-19. Song những khó khăn thách thức đã qua cho thấy thành quả của tinh thần nỗ lực đoàn kết vượt khó của cả hệ thống chính trị và người dân đã giúp thành phố vượt qua mọi khó khăn thách thức, dựng bước cho những cơ hội mới, thành tựu mới. Nhìn lại một năm qua có thể thấy rằng thành phố Tây Ninh đã đạt được rất nhiều kết quả đáng mừng trên tất cả các lĩnh vực khi nỗ lực triển khai thực hiện các phương án đột phá để vừa phục hồi phát triển kinh tế, vừa bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả trong năm 2022, năm thứ hai thực hiện nghị quyết đảng bộ thành phố lần thứ 12, thành phố đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 11 trên 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội, chủ yếu theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Một trong những thành tựu nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước thành phố thực hiện đạt cao nhất so với những năm trước đây với 853,020 tỷ đồng, đạt 129,99% so dự toán tỉnh thành phố giao, tăng 13,17% so với cùng kỳ. Cùng với đó, tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện 787,602 tỷ đồng, đạt 114,44% dự toán tỉnh thành phố giao, bằng 86,94% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất thương mại, khách sạn, nhà hàng cũng thực hiện hơn 3.000 tỷ đồng, đạt 104,53% so kế hoạch, tăng 21,95% so với cùng kỳ. Sự phát triển ổn định của nền kinh tế là một trong những yếu tố cốt lõi làm nên hình ảnh của một thành phố Tây Ninh phát triển năng động, đóng góp tích cực vào nền kinh tế chung của tỉnh. Để đạt được những mục tiêu ấn tượng đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố quyết định là các chủ trương, chính sách quyết liệt, bài bản, tập trung sau đại dịch của thành phố, quyết tâm đưa thành phố đạt mục tiêu là đô thị loại 2 trong thời gian sớm nhất. Hiện thành phố đã hoàn thành các thủ tục và đang chờ Bộ Xây dựng thẩm định đề án nâng loại đô thị thành phố Tây Ninh lên đô thị loại 2. Chờ tỉnh thẩm định phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Tây Ninh đến năm 2030, đề án xây dựng thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 là đô thị văn minh, xanh, sạch đẹp theo định hướng đô thị loại 1, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Bên cạnh đó, thành phố cũng trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án lớn như dự án chỉnh trang khu chợ thành phố Tây Ninh, dự án khu đô thị phát triển mới tại phường Ninh Thạnh, dự án khách sạn và văn phòng thương mại dịch vụ Tây Ninh. Có thể nói đây là những cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình xây dựng đô thị loại 2 hướng đến phát triển lên đô thị loại 1. Đi cùng với công tác quy hoạch, thành phố cũng đẩy mạnh công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, duy tu, giảm giá, sửa chữa đường xá, hệ thống chiếu sáng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm xây dựng bộ mặt đô thị thành phố khang trang hơn, xứng tầm là đô thị trung tâm phát triển nhất của tỉnh. Trong năm 2022, thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện là thắng lợi 11 trên 12 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu. Ở trong đó thì cái chỉ tiêu thu ngân sách là một trong những cái chỉ tiêu lớn mà đảng bộ và chính quyền nhân dân thành phố đã thực hiện đạt được trong năm 2022. Thành phố đã lập và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cái quy hoạch chung của thành phố theo cái định hướng tiêu chí của đô thị loại 2 và cái nền tảng của đô thị loại 1. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh là kêu gọi đầu tư 4 cái dự án trên địa bàn của thành phố và được Ủy ban Nhân dân tỉnh là chấp nhận chủ trương đầu tư, chủ động để đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh
điều chỉnh một số cái vị trí quy hoạch chưa thực sự phù hợp để tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư đến với thành phố trong cái thời gian tới. Bên cạnh phát triển hạ tầng đô thị trong các lĩnh vực văn hóa xã hội, thành phố cũng đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, thành phố tập trung nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 90%, đạt 100% so với kế hoạch. Các chế độ chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, đảm bảo đúng, đủ và kịp thời, nhất là các hình thức hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động phục hồi sản xuất kinh doanh, tham gia vào thị trường lao động. Với số lao động có việc làm tăng thêm 2.744 người, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo với các biện pháp cụ thể như giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ nhà ở, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,10%. Từ thành phố cũng như là phường xã cũng được sự quan tâm, rồi nói chung là cũng được năm nay là được cái nâng cấp được cái hẻm 2, hẻm xã, đường hẻm 6 Trương Quyền, nói chung là đã đầy đủ. Còn ngoài ra vấn đề cũng chăm lo đời sống kinh tế cho người dân khu phố thì cũng có vận động được các mạnh thường quân cũng hỗ trợ cho doanh nhân bà con ở trong khu phố ăn Tết rất là tốt. Thành phố cũng duy trì 3/3 xã nông thôn mới, tập trung chỉ đạo xuyên suốt, dùng lực thực hiện các chỉ tiêu mới trong giai đoạn 2021-2025 để xã Bình Minh sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đảm bảo thực hiện tốt các chương trình y tế, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông đảm bảo phong trào văn hóa, văn nghệ được duy trì và tiếp tục phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Có thể khẳng định, những kết quả trên là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một năm vừa qua. Đó chính là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của thành ủy, sự linh hoạt chủ động quyết liệt, sâu sát trong điều hành của tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố, sự giám sát phản biện thường xuyên của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng sự đồng thuận gắn kết từ thành phố đến phường xã trong thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và tích cực trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận quá trình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm qua vẫn còn những hạn chế khó khăn, còn một chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, số lượng giáo viên còn thiếu ở các cấp học, kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao còn chậm, còn các tiêu chí đạt tỷ lệ thấp, vẫn còn tình trạng người dân bỏ rác không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để mua bán, đậu đổ, tái diễn tại các địa phương. Năm 2023 là năm đánh giá nửa nhiệm kỳ việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, thành phố tiếp tục chủ động đổi mới cách làm, quyết liệt hành động, phát huy tinh thần đoàn kết để triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp khắc phục hạn chế, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trong đó tập trung một số chỉ tiêu nổi bật như giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ tăng 14,14%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 774,760 tỷ đồng, số lao động có việc làm tăng thêm 2.700 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,01%, phấn đấu đưa xã Thành Tân đạt xã nông thôn mới nâng cao. Thì để triển khai thực hiện có hiệu quả các cái chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023 cũng như là chủ động đối phó với lại những cái thuận lợi khó khăn và thách thức, thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chủ động trong việc là ban hành các cái kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023. Trong đó thì cũng xác định là 12 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong năm 2023. 12 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu đó thì chủ yếu là ở các cái lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Bên cạnh đó thì về vấn đề an ninh quốc phòng thì cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm để chúng ta đảm bảo được một cái môi trường về cái an ninh và trật tự để cho cái người dân có được một cái môi trường sống tốt và nhà đầu tư là
kinh doanh hoạt động có hiệu quả và an tâm khi đầu tư trên địa bàn của thành phố, để tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh cái công tác cải cách hành chính để mà tạo cái nền tảng xây dựng cái chính quyền số. Đặc biệt là trong năm 2023 thì thành phố sẽ tập trung để triển khai thực hiện thành công cái trung tâm điều hành IOC. Thông qua cái trung tâm điều hành này thì thành phố là triển khai và vận hành có hiệu quả tất cả các cái hoạt động trên địa bàn của thành phố bằng một cái về phương pháp về công nghệ số, để tất cả các cái hoạt động quản lý của nhà nước trên địa bàn của thành phố là triển khai thực hiện có hiệu quả với các cái chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm và các cái giải pháp đã được xác định. Thì tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có cái sự phân công lãnh đạo chỉ đạo. Khép lại năm cũ, cánh cửa năm mới Quý Mão 2023 đã mở, mang theo niềm tin sức mạnh để tiếp nối những kết quả đạt được trong một năm vừa qua, dẫn bước cho một năm mới với nhiều thành công mới. Dù nhận thấy những khó khăn trước mắt, song bằng quyết tâm chính trị cao, bằng nội lực đã tích lũy và sự đồng lòng từ các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân, tin rằng năm 2023 và những năm tiếp theo, thành phố Tây Ninh sẽ đạt được những kết quả phấn khởi hơn nữa, sớm hiện thực hóa khát vọng đưa thành phố Tây Ninh ngày càng phát triển phồn thịnh, là đô thị thông minh hiện đại trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thông tin từ cơ sở do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Tây Ninh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.